Cậu bé sinh ra đã có khuôn mặt kỳ lạ, bị mọi người đối xử khác, người bố không thể chấp nhận được con mình, bắt đầu điên điên khùng khùng, cuối cùng đăng xuất ở tầng hầm, hẹo trước mặt con trai. Sau đó, cậu con trai bị người mẹ nhẫn tâm nhốt lại ở dưới căn hầm, không cho cậu bé ra ngoài nửa bước. Mỗi khi có bạn đến tìm cậu bé chơi, cậu bé đều sẽ đeo mặt nạ mình tự làm, sợ mình sẽ dọa bọn họ, nhưng những đứa trẻ nghĩ cách lừa cậu bé đến bên cửa sổ, kéo bỏ cái mặt nạ. Nhưng mỗi khi có điều gì xấu xảy ra, thì đều sẽ có một người lương thiện xuất hiện, giúp nhặt lại chiếc mặt nạ trả lại cậu bé, còn hứa rằng mình đồng ý làm bạn với cậu bé. Nhưng cô giáo đột nhiên xuất hiện, phá bỏ lời ước hẹn đẹp đẽ này, không phân biệt phải trái, đánh đứa bé kia một trận. Cậu bé thấy vậy, không dám cất một tiếng nào, bởi vì cô giáo đang đánh người này chính là mẹ cậu. Kể từ khi cậu bé hiểu chuyện, cậu bé đã biết mẹ mình không phải một cô giáo tốt, luôn dùng nhiều lý do ở lớp học đòi quà học sinh, khi biết món quà mình nhận được là hộp tất rẻ tiền thì sẽ bị cô ta vứt đi, mà một tấm thẻ tự làm còn bị cô ác ý cho cả lớp xem và làm nhục em học sinh rằng gửi tặng những thứ như vậy là những người thuộc tầng lớp thấp. Khi nhận được một chiếc khăn cao cấp, cô lập tức cười vui vẻ, khiến người khác phát ghét. Nhưng người làm trời nhìn, người nào làm chuyện xấu nhiều, ông trời cũng sẽ không dung thứ. Khi còn trẻ sinh con dị tật, về già mắc bệnh nặng liệt nửa người cô đơn một mình. Nhưng hình phạt thật sự không chỉ có vậy, là một học trò của cô giáo, nữ chính từ một năm trước, đã bắt đầu mỗi ngày chăm sóc cô giáo. Cô còn đặc biệt liên lạc với các bạn học cũ, đến chúc mừng sinh nhật cô giáo. Từ đó tạo thành một cảnh vụ án chấn động cả Hàn Quốc. Đây là học sinh đầu tiên khi cô giáo nắm tay anh liền nhớ về những ký ức không tốt trước đây, liền rút tay khỏi móng vuốt của cô giáo. Đồng thời lớp có lúc này cũng kịp thời đến nơi, hai người họ sắp kết hôn, nhưng đối diện với lời chúc phúc của cô giáo, họ tỏ vẻ khinh thường, nói cô giáo trước đây cũng nói như vậy. Dù gì trong mắt cô lúc ấy, những đứa trẻ nhàng nhèo đến với nhau vẫn luôn môn đăng hộ đối. Lúc này hai học trò nữa cũng đến, ngày trước cô bé này rất béo, thường hay bị cô giáo mắng, nhưng bây giờ cô đã thay đổi trở thành người mẫu nổi tiếng. Gặp cô giáo cô vô cùng kích động, nói bà còn sống cơ à. Cô giáo liền trở nên ngại ngùng, gấp gáp chuyển ánh mắt đến cậu con trai. Lúc đó cô giáo mới chú ý đến cái chân không thể uốn cong của cậu học trò. Cậu chàng kể khi đi học, mình vì nghịch ngợm bị cô phạt quỳ một ngày, kết quả làm hại đến dây thần kinh, khiến chân cử động không linh hoạt. Cô giáo nghi hoặc không hề nhớ những gì mình đã làm. Xem ra học sinh tới lần này đều nhận phải ơn huệ từ những cấp độ khác nhau của cô giáo. Học sinh cuối cùng đã đến, nhưng sự có mặt của cậu chàng khiến mọi người đều khó hiểu. Năm đó cậu bé này khi lên lớp ẻ ra quần, bị cô giáo sỉ nhục đuổi ra ngoài. Người mẹ sau khi biết chuyện muốn đi tìm cô giáo hỏi cho ra nhẽ, kết quả lại bị xe đâm giữa đường, dẫn đến phải vĩnh viễn liệt giường. Từ đó cậu bé cũng nghỉ học ở nhà chăm sóc mẹ mình. Bữa tiệc sinh nhật tưởng chừng như hạnh phúc này, thực ra lại có ý định xấu xa. Đã từng chịu sự tổn thương ở mức độ khác nhau như bọn họ, bây giờ bọn họ lại mặt đầu tôn kính ngồi ở đây tổ chức sinh nhật cho người làm tổn thương mình, mà cô giáo lúc này còn vui vẻ đắc ý. Nếu những người ở đây nếu như không phải do mình dạy dỗ thì sao nên người được. Lời vừa nói ra, lớp trưởng nhịn không nổi nữa, anh uống rượu nên có chút xông xáo, phẫn nộ trước những điều ghê tởm mà cô giáo đã làm hồi đó. Lời nói của lớp trưởng như đốt lửa cho lòng thù hận, cuối cùng họ giải tán trong tâm trạng tồi tệ. Khi lớp phó giúp cô giáo tắm rửa, cô đột nhiên hỏi cô giáo, cô có còn nhớ ngày nhà giáo khi họ học lớp 6 không? Lúc đó tôi còn tặng cô một tấm thiệp do chính tay tôi làm. Năm đó vì nhà nghèo không mua nổi quà đắt tiền, thế là mẹ cô bé đã làm thiệp chúc mừng cho cô giáo trong đêm. Nhưng không ngờ rằng món quà đầy sự chân thành này lại bị cô giáo coi như rác mà cười đùa sỉ nhục. Cô giáo nói mình già nên không minh mẫn nữa, đối với những việc mình làm trước đây không còn nhớ gì hết cả. Phó lớp trưởng càng nghĩ càng tức, cô giáo đột nhiên trượt ngã vào trong bồn nước, cũng coi như không thấy. Nữ chính thấy vậy chạy tới, mới ngăn cản được bi kịch sắp xảy ra. Bắt thấy trả thù không thành công, phó lớp trưởng chỉ đành về phòng. Kết quả phát hiện, vốn dĩ bạn trai đang nằm trên giường, bây giờ lại biến thành một cái đầu đồ chơi hình con thỏ. Cùng lúc nghi hoặc, một cái tay từ dưới thò lên. Đợi đến khi cô ta tỉnh lại mới phát hiện, bạn trai đang máu chảy đầm đìa ngồi đối diện, bị giày vò không còn dạng người. Đây là vụ án chấn động cả Hàn Quốc. Lúc này cô ta cả người đều quấn băng dính, tiếp sau đó là một cái đầu thỏ, trong tay cầm một cái dập kim tiến về phía cô ta, sau đó vạch mắt cô ta lên, dập kim lên như mẫu vật. Cùng lúc, anh chàng này uống rượu tiến vào phòng cô giáo. Năm đó vì bị ngã mà anh ta thua kỳ thi chạy, sau khi xảy ra sự việc cô giáo không hề an ủi anh ta, mà ngược lại trừng phạt anh ta cả ngày. Từ đó dẫn đến tổn thương dây thần kinh ở chân anh, mỗi ngày chỉ có thể uống rượu quên sự đời. Anh ta càng nói càng kích động. Nhưng vào lúc anh ta đang định hại cô giáo, bên ngoài lại có một bóng đen ngang qua, nhìn theo thì thấy chính là một chàng trai đeo theo cái mặt nạ thỏ. Cô giáo sợ ngất tại chỗ, anh ta định bỏ chạy thì bị chàng trai đeo mặt nạ thỏ một gậy đánh ngã, sau đó kéo về nhà. Lúc anh ta tỉnh lại sau cơn hôn mê, phát hiện bản thân đã bị trói lại,
hơn nữa trên người toàn là côn trùng. Trải qua sự giày vò khủng khiếp ấy, chàng trai kia lần nữa xuất hiện, cầm gậy trong tay đánh anh ta đến hẹo. Tiếng kêu thảm thiết khiến nữ chính đang ngủ bị tỉnh giấc. Cô đi theo âm thanh xuống căn hầm, khi cô mở đèn thì bị cảnh tượng kinh khủng đến nỗi không muốn nhìn trước mắt, dọa đến mức hét lớn. Anh bạn học này chạy tới, kết quả cũng bị dọa sợ đứng người. Anh ta đoán tất cả là do cậu bạn mất mẹ kia làm, vì để báo thù bọn họ đã từng bắt nạt anh. Chính vào lúc này, cô gái đứng ngoài cửa đột nhiên đóng cánh cửa căn hầm. Cô ta đến bên cô giáo, cởi chiếc kính râm mà cô ta chưa tháo ra cả ngày nay, lộ ra vết tích phẫu thuật thất bại. Lúc còn đi học, cô giáo luôn cười nhạo cô ta vừa xấu vừa béo, tạo nên bóng đen trong quá khứ của cô ta. Lớn lên liền điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ, bước sai đường. Cô ta đẩy cô giáo vào rừng, đến một bờ vực, định đẩy cô giáo xuống kết thúc mọi chuyện. May mà nữ chính đuổi kịp tới nơi, mới ngăn cản kịp thời hành động tốt đẹp này của cô ta. Cô ta thẹn quá hóa giận, bóp chặt cổ nữ chính, nhưng lại không cẩn thận ngã xuống vực, bỏ mạng tại chỗ. Nữ chính đưa cô giáo về nhà, kết quả vừa vào nhà đã bị chàng trai này đánh ngất. Anh ta đưa cô giáo xuống tầng hầm, lấy một thùng dầu đổ lên người cô giáo. Anh ta cũng muốn trả thù. Năm đó cô giáo sau khi sinh ra cậu bé dị tật thì bắt đầu đối xử với anh ta như mẹ con, kiểu yêu thương cực hình này dẫn đến vết thương tâm lý lớn, khiến anh ta lúc nào cũng phải dùng đến thuốc. Anh ta thường xuyên gặp ác mộng lúc nửa đêm, mơ thấy cô giáo mặc váy cưới, cười bước tới phía anh. Anh ta không chịu nổi nữa, chỉ muốn kết thúc tất cả. Anh ta bật lửa, định đồng quy vô tận với cô giáo, kết quả lại bị anh chàng đeo mặt nạ thỏ ngăn lại. Anh thỏ ngăn anh ta lại, ấn hai tay vào mắt anh ta, ấn anh ta tới đăng xuất. Nhìn thấy mặt nạ quen thuộc ấy, cô giáo còn tưởng rằng đó là đứa con mình đã thất lạc bấy lâu nay. Nhưng khi đối phương gỡ lớp mặt nạ ra, cô giáo mới phát hiện anh lại chính là cậu nhóc học trò mất mẹ. Anh mới là người hận cô giáo nhất. Năm đó cậu nhóc bị ra quần, thực chất là do mùi nhà vệ sinh, nhưng cô giáo lại không đứng ra giải thích. Còn cùng bạn học cười nhạo cậu bé, đuổi cậu bé ra khỏi lớp học. Cậu bé luôn ghi hận trong tim, mong đợi nhiều đêm mới đợi đến được thời khắc trả thù. Sự xuất hiện khiến anh bình tĩnh lại. Nhìn thấy cô giáo nằm dưới đất, anh chợt hiểu ra một đạo lý. Có lẽ sống sót mới là sự trừng phạt tốt nhất với bà ta. Khi cảnh sát đuổi tới nơi, chứ nữ chính và cô giáo may mắn sống sót thì chỉ có 5 cái xác, bị giày vào đến mức không còn dạng người. Đến cả cảnh sát kinh nghiệm mấy chục năm cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi. Theo điều tra, cậu nhóc dị dạng cô giáo sinh ra và tuổi của những người đã khuất rất giống nhau. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là cậu bé đã mất tích rất nhiều năm, hơn nữa gia đình không hề báo cảnh sát. Lẽ nào người đeo mặt nạ nữ chính kể lại chính là con cô giáo ư? Cảnh sát liền tìm đến nhà người đeo mặt nạ để tiến hành bắt giữ. Nhưng khi đến nơi, cảnh tượng rất kỳ lạ, lại khiến vụ án mất hết manh mối. Nhìn thấy trong phòng thắp một phòng nến, mà giữa đống nến ấy là một thi thể khô. Điều tra nhân khẩu thì biết được thi thể khô này chính là mẹ của chàng trai đeo mặt nạ. Cảnh sát trưởng thông minh phát hiện trong ngôi nhà này toàn là đồ nữ, còn có mặt nạ thỏ treo trên tường. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, cảnh sát trưởng ngay lập tức mở cuộc điều tra, phát hiện trong lớp học năm đó, ngoài những người kia không hề có chàng trai ấy. Nhìn thấy đống thuốc trong nhà cô giáo, cảnh sát trưởng dường như đã đoán ra chân tướng. Cùng lúc đó, nữ chính lén đưa theo cô giáo, đẩy cô giáo đến bên bờ biển. Hóa ra chàng trai đeo mặt nạ chính là cô. Tất cả sự việc đều là cô nói dối với cảnh sát, mà những bạn học đã mất, họ đều là những đứa trẻ nhà giàu được cô giáo yêu thích khi còn đi học. Cô lấy lý do chăm sóc cô giáo để phục vụ mục đích báo thù, hạ độc trong thức ăn của cô giáo trong nhiều năm, khiến cơ thể của cô giáo ngày càng yếu đi. Thấy thời gian đã vừa lúc, cô lại kiếm cớ chúc mừng sinh nhật cô giáo, gọi những học sinh gia cảnh giàu có kia tới, sau đó hạ độc trong rượu ở trước mặt cô giáo, hạ độc hại những học sinh ngày trước từng bắt nạt cô trước mặt cô giáo. Rồi cô tưởng tượng ra một học sinh yếu đuối, ngụy tạo những cái hẹo giả. Cô khóc lóc kể về những hành động xấu xa của cô giáo. Hồi đó cô chính là người gửi thiệp chúc mừng, không cẩn thận ngã thua cuộc thi cũng là cô. Cô cũng chính là người bị cô giáo tát một cách dã man, vừa béo vừa xấu bị cô giáo chê cũng là cô. Đáng ghét nhất chính là lần cô bị vu oan ẻ ra quần. Mẹ cô khi biết sự tình, vốn định đi đòi công bằng cho con gái, kết quả lại gặp tai nạn, rơi vào cảnh tàn tật cả đời. Nữ chính chỉ đành thôi học, ở nhà chăm sóc mẹ. Những học sinh nhà giàu từng cười nhạo cô năm đó, bây giờ người nào cũng thành công có danh tiếng, chỉ có bản thân cô vẫn giữ trong mình sự ám ảnh năm ấy, mãi vẫn không thể giải thoát. Thế là cô đổi tên họ, tìm cách tiếp cận cô giáo, từ đó hoàn thành kế hoạch báo thù của mình. Bây giờ cô giáo mới ý thức được sự tổn thương mình đem đến cho nữ chính, cả đời này cũng không xóa nhòa được. Nữ chính bất lực nhìn cô giáo, tuyệt vọng bước về phía biển, mặc cho cô giáo điên cuồng xin lỗi, điên cuồng hét gọi cũng không ngăn lại được. Cuối cùng, cô giáo mang theo nỗi xấu hổ suốt đời cũng biến mất trong biển cả, chấm dứt cuộc đời tội lỗi và đau khổ của mình.